trợ, mình cũng kêu thầy là mình góp một phần nào đó cho thầy. Nói chung là không phải là mình không đi mà không có ở chương trình nào chị từ miền Trung, thời gian miền Trung cái Đà Nẵng ra Huế luôn. Cái bà con thấy đặt nhiều lắm rồi. Rô đây. Đây mấy trăm bà con anh ạ. Chuyến đặt xong rồi cái này. Dạ tiếp theo. Bây giờ thầy mà mọi người phát xong, bây giờ trời sắp mưa rồi. Để có mình chuẩn bị đi Long An nữa. Đi xuống Long An. Chúc tất cả quý vị bà con cô bác có một mùa Trung thu thật là vui vẻ và hạnh phúc và an lành. Ở đây là rất là nhiều mạnh thường quân, đặc biệt thầy Ba La Mật là hầu như là ruột với mình luôn đó. Cái chương trình nào mà dạ. Dạ. Ủa mấy cô có quà chưa? Đang chờ. Con đang chờ. Dạ. Hello cả nhà. Ở đây là đúng rồi. Hello cả nhà, cái này bánh thầy Ba La Mật hôm qua thì ở Đồng Nai phát quà và mình cho 200 chiếc xe đạp của bên ủy ban. Và sau đó chúng mình hát hôm qua, hôm nay là đến chùa thầy Ba La Mật. Nhà luôn. Nhà của thầy luôn đó. Chúng mình năm nào cũng đến trên. Nhưng mà đôi khi là đông quá, không phải là có cách bình lại cho phát quà, nhưng mà đông quá thì mọi người sẽ thay mặt nhau thì phát quà rồi. Bây giờ mình vô đây mình đốt nhang thôi. Rồi dạ, ai ai cái gì để còn với em ra. Rồi tôi đứng đầu. Rồi tôi nhận được ra. Rồi với em đi qua phần. Tay phải để lên vai, tay trái nhận quà cho quý vị. Tay phải nhận vai người trước bằng tay phải. Giờ thì bạn có 15 phần cho Bình Thạnh. Sau với em là Bình Thạnh 15 phần. Đại gia. Anh. Đại gia Đắk Lắk. Anh ăn thẳng đưa đuối hả anh? Giờ bây giờ anh đi luôn đó hả? Đúng nhàng đi.
Ăn nữa rồi em lấy nữa cho. Dạ, Bình Thạnh 15 phần. Chị Ba ơi, quà của Bình Thạnh ra chưa chị Ba? Dạ, xe đẩy quà, dạ xe đẩy quà. Rồi rồi, chờ đẩy quà ra trước không? 15 phần. Giờ cho mẹ biết ta số 2047 di chuyển vô nè. Xưa đây là nó quang sơ lắm. Đang quay gì? Anh hai ơi, giúp em 15 phần vàng, xe xuống đây. Bây giờ là một cái thất cơ thầy nha. Cái thất cơ thầy nè. Thầy cũng tu học tập đức về lâu rồi. Mời chương trình nè. Tốt nhanh. Muốn quang quay YouTube đó. Em về luôn nha anh. Okay. Thế này không được quay cho nó lại. Vậy đó. Hả? Sao đi về đi, về đi. Thôi, để gửi cho, mày gửi. Quay cho gửi. Thế hả? Ok. Có mail không? Hả? Có mail không? Để gửi này qua cho. Không, chị nước nhắn qua đi. Nước nhắn qua đi. Có gì gửi qua cho.